Rồi ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp à. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ điều khiển cái bài này để đấu với con bé anh Du này. Nên như cái bản này trong trong cái bản tiếng quốc tế, bản tiếng Anh á, thì con bé này nó tên là Ti thì phải, tức là trà đấy, không biết phải không. Ê, con bé này có xuất hiện thôi. À rồi đúng rồi, chính xác tên là Ti Gunner các bạn. Rồi ok, thắng thua diễn được. Để coi cái bộ bài này của bà này như thế nào. Mình chơi được thì mình chơi bộ bài luôn, còn chơi không được thì chúng ta đổi về bộ của chúng ta vậy. À, con này tương đối được đấy. Rồi à, cái bẫy gì đây? Chà không có con. Rồi thôi lật con này qua, còn lật con này xuống đi. Rồi con bé này chắc là nó toàn mấy cái lá bài tiên thôi quá. Vâng, chính xác. À, có phép búp của tiên hả? À, không dám bắn thì đúng rồi, có 1.100 sao dám bắn được. Phá nha. Lá này để phá phép mà. Rồi, quăng ra. Ồ, bộ bài này toàn điểu nhân công tơi. Rồi, bắn thử. Thật ra mình thắng thì mình sợ do bài con bé này cùi. À ok ok, bài này có cái lá này. Rồi ok, cao thủ đấy, không thể khinh được đâu. Dẫu sao thì cũng là bồ của ông Yugi mà. Bồ của Yugi thì đâu có vừa hả các bạn. Cái này là để gắn cho Happy Lady thôi. Rồi con này nó thủ yếu xìu à. Bắn. Bắn. Trời ơi. Bài bèo vậy cô nương. Rồi. Trời đất ơi. Ê. Khinh khinh rồi, khinh người rồi. Trời. À, cao thủ, cao thủ. Chà. Mình có mắt mà chưa thấy, không thấy thấy sơn các bạn. Rồi, ok. Không ngờ là con này nó nhưng mà nếu mà dây nó cũng không mạnh lắm đâu, thì phải có cái lá này nó mới được cộng 500. Thì nó tính ra nó cũng bình thường thôi. À con. À nhớ này toàn bài búp vô không à. À con này nó mới gọi con Happy Lady ra được hả? Đây. Rồi kể như cao thủ. Con này thì phải muốn ra là đâu có dễ. Rồi đây bộ giáp đâu, bộ giáp đâu. Rồi lên 1.800 rồi. Trở lại. Đây 1.800 đúng không? Chơi liều luôn. Chơi. Ôi cái lá này kích lên thì được cái gì? À, thì ra là thế. Bắn thêm được phát nữa. Cái lá này là để gọi con Happy lên cho dễ à. Rồi thôi kệ nó cũng được đi. Cái này nếu đúng là mới có Happy thì toàn chơi hội đồng thôi. Rồng gì mà nhìn thấy tào lao thiên tướng này. Con rồng này nhìn buồn là nhìn nó mà mình buồn luôn á. Rồi bắn một phát. Rồi con này thủ kinh đấy. Mình lấy con Happy mình bắn là cũng dở rồi. Rồi ok, bài mình thì không mạnh mà tại bài con này nó bèo quá, nó toàn nhờ mấy lá bài búp thôi. Nó không có bài búp nó yếu xìu rồi các bạn. Bộ tiên mình không muốn chơi là tại vậy, tại nó bèo quá. Không phải mình chê nhưng mà thật sự là tại nó bèo thật. Ồ con Happy này đẹp ghê. So với mấy con Happy này là nó đẹp hơn nhiều luôn á. Nhìn nó còn ra dáng tiên một chút.
Mặc dù mình biết là nó là con quái biết bay chứ nó không phải tiên. À con này Happy Dancer, Dancer là phải đẹp rồi. Nói chung là lưu ý là Dancer đẹp mà chưa chắc hát hay nha các bạn. Rồi xong coi như chịu chết. Rồi ok mình đủ 5 con trên sân. Rồi ok cho con Dancer này nó kết thúc đi. Cũng được đấy, nhưng mà so với con Happy Lady này không bằng. Con này con 1.3 thủ 1.4, nó công có 1.2 à. Rồi ok chúng ta có thêm một đối thủ nữa. Ôi giời ơi tuyệt vời. Lấy được con này là thấy mình ngon cơm rồi. Ủa lá bài gì này? Ở cái lá này mình không biết luôn nha. Rồi ok, mình giờ tới lượt mình cầm ngược lại. Đấu một trận người vui nhưng mà mình xin phép dùng bộ user của mình. Chứ bộ bài của con bé này mình không có một chút tự tin nào khi mà dùng nó hết trơn á. Xin lỗi các bạn nha, không phải là mình chê cái con bộ bài tiên của con bé này mà thật sự nãy giờ nhìn mình không có một chút tự tin nào để mà cầm cái bộ tiên đó lên đánh luôn á. Cho nên là thôi xin phép xài bộ của mình đi. Rồi ok cái lá gì đây? Ồ một cái lá nè, à cái này cũng là quái bay. Bà này không chỉ xài Happy mà bà xài mấy con quái biết bay luôn. Rồi úp xuống thủ đã, không nên vội, không nên vội. Bà này thì chắc không có giật bài rồi, thành ra là cũng đỡ lo. Con Dancer này cộng ngà, nói chung con này công thủ đều không bằng. À bộ bài này chỉ được cái là gọi ra nhiều vậy thôi. Ôi trời. Ai cha, khinh người, khinh người. Tính thờ để xuống thủ cho nó ngon. Rồi ok ok em hơi kinh chị tí em xin lỗi nha. À, nhưng mà cái đó là cũng cái đòn tấn công như vũ bảo của chị thôi. Bây giờ em xin phép. Rồi em đè luôn. Này thì Dancer này. Rồi vô. Con này giờ nó là lực công 3.000 rồi thì ai mà chịu cho nổi. Từ hồi mình lấy được cái sân này cho chơi dễ hơn hẳn luôn. Tại nó cộng mà nó không có trừ cái gì hết trơn á các bạn không. Mình không biết là cái sân này nó sẽ giới hạn mình cái gì. Nhưng mà mình thấy nó cộng 500 gì vô là mình khoái rồi. Rồi xong. Bộ bài của mình là tấn bà này là te tua luôn. Ồ phá phép à. Ủa phá, tự phá lá bài mình. Hả? À. À hiểu rồi. Chơi chiêu để rút bài. Rồi thôi rút cũng được. Đây bắn à, thắng. Rồi ok à, phá cái sân của mình. Ồ cái à, quên mất cái lá này nó có chiêu kháng quá. Nó phá mấy cái sân này là không phá nó được nha các bạn. Cái lá này nó hay cho đó. Rồi ok. Rồi như lá này có chức năng bắn bay qua đầu phải. À không có, à không có, thôi. Là sao? Bắn thì khổ quá, bắn là còn đòi hỏi nữa. Rồi một phát cho bà này đi luôn. Rồi xong. Kiếm được rồi. Ok chúng ta lấy được con Dancer cái kính dạng hoa với cái đôi mắt. Cái đôi mắt này thì mình không có biết xài. Rồi ok cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.